Xin chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ dăm cành cây mai hoa đăng, có tên gọi là cây mai Hà Lan. Nó có thân như cây khoai mì, lá nó cũng giống như lá khoai mì và giống như cái lá đu đủ dầu. Tôi chia cắt ra hai nhánh từ cái thân. Và cũng đã chăm sóc xong và tưới nước, nó rút nước xuống rồi. Còn hai nhánh thì tôi chinh lên cành. Chinh sẽ cắt ra thành 4 khúc. Cắt ngang đây. Thân nó cũng mềm. Mà này tôi chinh sẽ cắt bớt lá đi. Giữ lại phần hai lá cuối. Lá nó thường hay có con bọ rầy màu trắng bám xung quanh lá. Sau đó tôi chinh sẽ ngâm vào 4 cái hộp mủ này. Lon mủ đây là lon nước uống, chinh lấy lại để sử dụng tiếp tục. Cắt ở dưới đất đi cho no nước nó thoát. Và xung quanh này tôi chinh cắt ra 3 gốc cho nó có hơi vào đất. Sau đó chinh sẽ để đất vào ly. Sẽ gọt cho nó chân á. Gọt xéo cho nó gốc, cho nó cắm xuống đất. We'll be right back.
Phú Trinh đã cắt hai cành ra cây mai hoa đăng, cũng là cây mai Hà Lan, tên gọi là cây mai Hà Lan, cắt ra được 4 cành, 4 cây. Giờ tôi chinh tưới nước cho nó thấm đều. Hôm nay tôi chinh nhân giống được 4 cây, hy vọng nó sẽ phát triển. Rồi sau đó tôi chinh sẽ đem vào một nơi thoáng mát. Và hai cái trên mặt cây tôi chinh sẽ dán keo liền da cho nó đừng có khô vết cắt. Tôi chinh sẽ tiếp tục quay thêm những giai đoạn kế tiếp, cây nó đâm trời non phát triển tốt, nước cũng rút dần. Cây mai Hà Lan của tôi chinh hôm nay thay đất, cắt tỉa rễ và cắt hai cái nhánh này ra. Sau khi cắt ra được 12 ngày rồi, tôi chinh bôi cái keo liền da lên hai cái vết cắt, cứ khoảng 4-5 ngày hoặc tuần lễ tưới nước một lần, tưới cho nó thấm. Khi mà thấm đều thì khoảng một tuần lễ nước nó vẫn thấm. Mười hai ngày sau thì nó hai nhánh này nó đang đâm được một chòi, và đây cũng đang được một chòi non. Chòi này phát triển rất tốt. Bên đây thì được 3 chòi non. Trời non. Sau 12 ngày chăm sóc, còn mình rút mình không cắt tỉa nó thì cây nó rất là ra, nó dài, nó cứ đâm dài ra. Hôm nay mình cắt tỉa nó cho nó ngắn lại thì nó đâm chòi được, cây này được
bên được 3 chòi, bên đây được 2 chòi, 5 chòi.